xin gửi lời chào tới quý độc giả của báo Đồng Nai. Mời quý vị như thường lệ cùng báo Đồng Nai điểm lại các tin tức đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật với tin nhanh audio. Bản tin hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 2 nhằm ngày 27 tháng Chạp âm lịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Bí thư Tỉnh ủy thăm chúc Tết tại một số công trình dự án trọng điểm. Tin của Hải quân. Hôm qua ngày 5 tháng 2, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các chủ đầu tư, đơn vị thi công một số công trình dự án trọng điểm tại Đồng Nai. Đoàn đã đến thăm chúc Tết chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và khảo sát thực địa công trường thi công dự án. Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư dự án cho biết, đơn vị đang nỗ lực để đảm bảo tiến độ dự án. Các hạng mục như nhà ga, đường băng, các tuyến đường kết nối đều đang được thúc đẩy tiến độ thi công. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của ACV cùng các nhà thầu trong việc triển khai dự án sân bay Long Thành. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng các đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công, sớm đưa sân bay Long Thành đi vào hoạt động, mở ra không gian phát triển cho Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ cả nước nói chung. Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm chúc Tết chủ đầu tư đơn vị thi công dự án đường 25C giai đoạn 1 tại huyện Nhân Trạch. Khai mạc đường hoa Nguyễn Văn Trị, khai mạc hội báo xuân. Tin của Mini và Hồ Thảo. Thưa quý vị, thành phố Biên Hòa vừa khai mạc đường hoa Nguyễn Văn Trị Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề Biên Hòa Đồng Nai 325 năm khát vọng xanh. Đường hoa có chiều dài 600m từ chân cầu Hòa An kéo dài đến ngã ba Nguyễn Văn Trị Hoàng Minh Châu. Không gian đường hoa được thiết kế gồm có cổng chào, 5 mô hình trung tâm và 14 tiểu cảnh trang trí dọc theo bờ sông Đồng Nai, gắn liền với cụm công trình con đường ánh sáng giai đoạn 1. Trong khuôn viên đường hoa Nguyễn Văn Trị, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, phong phú như viết thư pháp, trưng bày sách báo xuân, giới thiệu sản phẩm gốm Biên Hòa, biểu diễn nghệ thuật xiếc, võ, ảo thuật. Tại Thư viện tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh, Thư viện tỉnh cũng đã khai mạc triển lãm Hội báo xuân tỉnh Đồng Nai Tết Giáp Thìn. Hội báo xuân năm nay trưng bày giới thiệu trên 300 ấn phẩm sách báo, tạp chí, bản tin đặc san Tết Giáp Thìn của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, các sở ngành của tỉnh, trung ương và các tỉnh thành phố trong cả nước. Nội dung các ấn phẩm phản ánh tổng thể đầy đủ những thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương trong năm 2023. Hội báo xuân cũng trưng bày trên 60 hình ảnh thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật tiêu biểu trong năm 2023. Hội báo xuân Giáp Thìn 2024 sẽ được kéo dài từ ngày 5 đến hết ngày 14 tháng 2, tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Hội báo phục vụ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan triển lãm. Báo Đồng Nai tiếp tục trao 110 phần quà cây mùa xuân tại Biên Hòa. Tin của Nga Sơn. Thưa quý vị, hôm qua 5 tháng 2 nhằm ngày 26 Tết tại trụ sở Báo Đồng Nai diễn ra chương trình trao quà cây mùa xuân Tết Giáp Thìn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Biên Hòa. Cây mùa xuân là chương trình được Báo Đồng Nai duy trì tổ chức 21 năm qua. Chương trình đã vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân mạnh thường quân trao tặng 5,5 ngàn phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Riêng Tết Giáp Thìn năm nay, Báo Đồng Nai đã vận động trên 550 phần quà. Tại chương trình, báo đã trao 110 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hội viên Hội người mù thành phố Biên Hòa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai, trị giá 500.000 đồng một phần quà, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Trước đó, Báo Đồng Nai cũng đã tổ chức trao 450 phần quà cho người dân ở các huyện Xuân Lộc, Tân Phú và hai tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre. Kiểm tra phòng cháy 21 chợ ở Tràng Bom dịp Tết Nguyên đán. Tin của Trần Nguyên, Đăng Tùng. Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 2, Công an huyện Tràng Bom phối hợp với lực lượng chức năng các xã thị trấn đã tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy tại 21 chợ, trung tâm thương mại toàn huyện. Theo lực lượng chức năng, thời điểm cận Tết Nguyên đán tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ chợ trên toàn huyện tập trung lượng hàng hóa lớn để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng gas, điện, nhiên liệu trong sinh hoạt sản xuất dịp Tết tăng cao, làm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Vì vậy, để phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán, người dân được khuyến cáo cần có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy. Cụ thể là không sắp xếp hàng hóa vật dụng gần nguồn lửa, nguồn nhiệt và lấn chiếm lối đi, trông coi khi đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã, cỏ rác, tắt thiết bị điện, khóa van gas khi không sử dụng. Xác minh thông tin hai trẻ em thò đầu lên cửa sổ trời ô tô trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Tin của Hồng Vi. Thưa quý vị, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang xác minh thông tin clip ghi lại hình ảnh hai trẻ em thò đầu lên cửa sổ trời của một ô tô đang chạy trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua huyện Xuân Lộc. Theo thông tin ban đầu, ngày 5 tháng 2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai trẻ em thò đầu lên cửa sổ trời của xe ô tô biển số 61K01564 đang chạy trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây.
Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều 3 tháng 2. Đoạn đường xảy ra vụ việc cho phép tốc độ tối đa 120 km/h, nên hành động trên của tài xế rất dễ phát sinh tình huống nguy hiểm cho hai cháu nhỏ. Trước đây quý vị vừa nghe tin nhanh audio của báo Đồng Nai.